Rồi, chào tất cả anh em đam mê máy cày nhá. Đây, bên xưởng em vừa về một con Nishiki TA này. Con này nó đề là 455 năm, nhưng mà em nghĩ không biết đó là 455 hay 415, là 410. Mâm vẫn là mâm 28 này, mà 13628, trước là 818. Tem thì em chưa có dán lại, bữa nào em sẽ đặt lại tem dán. Bây giờ cứ cho nó là 415 đi. Đùi đầu trước vẫn là cầu giống bìa này. À, mấy cái đời để năm thì 415 nó vẫn cầu trong bìa, nhưng mà 417 thì là cầu nhỏ, cầu như 375, nhìn xác cũng to lắm. Con này chẳng áo với chẳng gầm với máy móc là còn sơn zin của nó hết đấy nhá. Đó là mâm trước thì nó hơi xấu hơn, nhưng mâm sau thì đang còn đẹp. Lốp sau vẫn là lốp zin một đời lốp của nó, xài chưa hết này, bê tôn. Tem này để 455, biết tem này trước người ta dán lại hay là zin của nó nữa. Yên thì em đã thay yên mới rồi, con này là số cơ bét cơ chứ mà cô 30-30. Máy là máy lớn rồi đấy nhá, máy là máy bếp kim heo đứng đấy, máy lớn đấy, trên 4000 là máy lớn luôn. Máy lớn là heo nó nằm bên này này, động cơ Isuzu nhá, hai bơm, đây là bơm trợ lực lái và đây là bơm ben này. Máy đang nổ đấy bác, máy thì cực ngọt. Bóc lắm, bố máy cho bác, heo thì rồi vẫn còn kẹt mưa hết. Sơn đàn áo vẫn sơn đi, em chưa có sơn lại luôn. Bác nào muốn nhu cầu muốn sơn nên sơn, còn không thì em vẫn để này. Thì sơn rin nó cũng đang khá là mới đấy. Quay video các bác có thể sơn lại ra đây sơn rin của nó nha. Đây sơn rin đấy này. Có cabin nhưng mà cabin không cửa kính nhá, cabin mái che này thôi. Đây, vỏ lốp cái của nó là vẫn còn nguyên từ hồi bên Nhật về đấy, bê tôn, lốp hai bố. Trước thì kém hơn tí, hai cầu trợ lực lái nha má, gần đây là còn không viên hết nha, đây đèn đóm đằng sau vẫn còn nguyên này, đèn này cái đèn zin này vẫn còn sáng luôn này. Con này thì em mua về không có kiếp, mắc là mua cái đỏ thuật thì em lắp cho đầy đủ, đường trượt vẫn đang quay, đường trượt vẫn khá là đẹp, chưa có dấu mòn. Cái này thì bác chủ cũ đồ cái bề đuôi tôm này, tháo móc cho nó nhanh. Đấy, máy móc của em nó đây, tôi bảo sạch sẽ hết. Đồ khô hết á. Bác nào nhu cầu thì cứ alo cho em, xem xe tại huyện Đắc Hà thì con tôm. Hai cái nắp cabo vẫn còn mới, em vứt ở trong nhà nhá. Cặp đèn trước thì nó vỡ rồi, bác nào thích thì nó vẫn, nhưng mà bóng thì vẫn sáng. Bác nào thích thì để đây này, còn không thì em thay lại cho cặp đèn led. Cặp đèn led 8 bóng. Dòng này thì 4 số phay nha bác. Số cơ ben cơ 4 số phay. Tới lùi trên vô lăng, số nào đi tới đi lùi cũng được hết. Rồi để bây giờ em nhờ thằng cu em nó quay cho để em test thử một đoàn chạy lui chạy tới cho bác xem. Rồi, bác nào nhu cầu thì alo số điện thoại em để phần mô tả nhé. Xem xe tại huyện Đắc Hà tỉnh Con Tum nhá. Xưởng em thì em nằm ở trong hẻm nên bác nào đến thì cứ alo em ra đón nhá. Nên nhiều bác không biết là cứ đến đi tìm dọc đường lộ là không thấy á. Em bán ở đây cũng 4-5 năm nay rồi nên cứ gặp cũng quen này.
ở trong hẻm thì nó yên tĩnh mà nó rộng rãi, mặt đường thì nó ồn ào quá. Nói chung bác nào cứ đến thì alo số điện thoại của em gửi vị trí quay qua Zalo, hoặc là không biết thì cứ đến thì alo là em ra em đón. Còn em giá công khai là 128 triệu nha bác, máy số bao ngon. Rồi chào và hẹn gặp lại các bác video lần sau nhé. Bác nào xem video chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký với ạ. Chào các bác nhé.